Hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn về cái dòng máy chân máy Benro KH25. Thì đây là cái chân Benro trong hộp. Chân Benro này thì có khối lượng khoảng tầm 4,4 kg và chịu được tải trọng khoảng tầm 5 cân. Thì sau đây tôi sẽ mở cái hộp chân Benro. Bên trong của hộp thì chân Benro có một đi kèm một cái bao đựng chân. Thì cái này cũng khá tiện cho các bạn trong cái việc mà mang vác để đi xa để chụp. Thì cái dòng chân Benro này là một dòng chân đa năng. Các bạn vừa có thể dùng để làm chân máy ảnh và các bạn vừa có thể để quay video. Thì chiều cao của chân Benro khi mà gập lại như thế này thì nó có chiều cao khoảng tầm 70 cm, và chiều cao tối đa khi các bạn rút ra thì nó sẽ khoảng 1,5 m. Ở đây như các bạn thấy thì phía dưới chân của chân máy Benro thì có các cái đệm cao su như này, thì giúp giảm cái nó tăng cái độ ma sát, giảm cái độ rung khi mà mình để chân máy để chụp. Đây là cái bộ phận tay cầm. Và ở đây thì chân máy Benro thì nó sẽ có cái nút bấm để các bạn có thể tháo được cái để lắp bộ phận để lắp máy ảnh. Và ngoài ra thì ở đây thì các bạn có thể nhìn thấy đây sẽ có một cái bộ phận để cân bằng nước. Đây là các cái chốt để bạn nâng lên. Và các bạn lưu ý là khi mà mình nâng chân máy lên thì các bạn phải thu lại như này. Đó. Chiều cao khoảng tầm 1,5 m. Đây là các cái nút chốt vặn ở đây để cố định khi mà các bạn dùng để chụp ảnh, và khi các bạn chỉnh như này để quay. Ok, phía dưới này thì còn có một cái các bạn để điều chỉnh cái độ thăng bằng của mực nước. Thì các bạn có thể nhìn đây là các bạn có thể tháo rời cái vùng này ra hoặc là cố định lại để mà chỉnh cái mực nước. Ok, như này là đã khá cân rồi. Thì chân máy Benro thì có cấu tạo là bằng hợp kim, thì các bạn thấy có thể là cũng khá nhẹ. Hợp kim và các cái bộ phận khớp như này thì là đều bằng nhựa và kim loại. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.